Trong quý 1 năm 2024, ngành điện lực miền Bắc đã vận hành an toàn, ổn định lưới điện, chủ động đảm bảo cung ứng điện an toàn và chất lượng phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội và nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc. Theo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, điện thương phẩm quý 1 năm 2024 của Tổng Công ty đạt 21,6 tỷ kWh, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2023. Trong quý 1 năm 2024, toàn Tổng Công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 514 khách hàng trung áp, tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử đạt tỷ lệ 100%. Trong công tác đầu tư xây dựng lưới điện 110 kV, tính đến 31 tháng 3 năm 2024, Tổng Công ty đã khởi công 12 trên 16 dự án, đạt 21% kế hoạch năm, đóng điện 13 trên 35 dự án, đạt 13,4% kế hoạch năm. Mục tiêu, nhiệm vụ 9 tháng còn lại năm 2024 của EVN-MPC là tập trung đẩy nhanh đóng điện các dự án 110 kV trọng điểm trong các tháng 4 và 5 để đảm bảo cấp điện, đặc biệt đối với mùa hè năm 2024. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý triệt để các tồn tại trên lưới điện để hạn chế tối đa các sự cố, đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện trong các tháng mùa nắng nóng, đảm bảo cấp điện ổn định liên tục cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân 27 tỉnh miền Bắc.